11. Tam thiền. Hỷ lạc, hỷ lạc và hỷ lạc tiếp nối nhau. Những điểm quan trọng nổi bật của các tầng thiền. Kể từ lúc nhập định, hành giả sẽ không còn khả năng điều khiển. Hành giả sẽ không thể ra mệnh lệnh như vẫn thường làm. Khi ý chí muốn điều khiển biến mất, thì từ ngữ tôi sẽ vốn tạo thành khái niệm về tương lai cũng biến mất. Vì khái niệm về thời gian ngưng lại trong định, chính câu hỏi ta sẽ làm gì tiếp theo cũng không thể khởi lên. Thậm chí hành giả cũng không thể quyết định lúc nào sẽ xuất định. Chính sự gián bặt tuyệt đối của ý chí và mối tương quan của nó là thời gian đã tạo cho các tầng thiền tính ổn định vượt thời gian và đôi lúc cho phép nó kéo dài nhiều giờ hỷ lạc tuyệt vời. Bởi vì có sự nhất tâm tuyệt hảo và chánh niệm tập trung vào một điểm cố định, hành giả sẽ mất khả năng tạo tác quan điểm của mình trong lúc nhập định. Sự hiểu biết một vấn đề dựa trên so sánh, liên hệ cái này với cái kia, ở đây, ở đó, bây giờ, trước đây. Trong lúc nhập định, tất cả những gì tri giác nhận biết là một niềm hỷ lạc bất nhị, bao trùm toàn thể và bất động, khiến không còn một khoảng trống nào để cho một quan điểm có thể khởi lên. Cũng giống như trong một trò chơi đố vui, khi người ta đưa cho bạn bức ảnh của một vật rất nổi tiếng, được chụp từ một góc độ khác thường, và bạn phải đoán ra đó là vật gì. Có một số vật ta rất khó nhận ra nếu không nhìn chúng từ nhiều góc độ khác nhau. Khi tầm nhìn đã mất thì sự hiểu biết cũng không còn. Vì vậy, trong lúc nhập định, không những hành giả không còn cảm giác về thời gian mà cũng không còn biết những gì đang xảy ra. Vào lúc đó, thậm chí hành giả sẽ không biết mình đang nhập tầng thiền nào. Tất cả những gì hành giả biết được là một niềm hỷ lạc cực độ, bất động, không thay đổi trong một khoảng thời gian không thể biết được. Mặc dù không còn sự hiểu biết trong lúc nhập định, chắc chắn là hành giả không phải ở trong trạng thái xuất thần. Chánh niệm của hành giả tăng cường đến mức độ sắc bén không thể tưởng tượng được. Hành giả vẫn tỉnh giác vô cùng, chỉ có chánh niệm là bất động. Nó như bị tê liệt, và trạng thái tĩnh lặng của chánh niệm cực mạnh, sự nhất tâm tỉnh giác tuyệt hảo làm cho cảm nghiệm nhập định hoàn toàn khác với bất cứ cái gì hành giả biết trước kia. Đây cũng không phải là trạng thái vô ý thức, nó là trạng thái ý thức bất nhị. Hành giả chỉ biết một điều, đó là một niềm hỷ lạc bất động vượt thời gian. Sau đó, khi hành giả đã xuất định, trạng thái nhất tâm tuyệt diệu của ý thức tan rã. Với trạng thái nhất tâm suy yếu dần, tri giác tái xuất hiện và tâm có khả năng chuyển động trở lại. Tâm đã lấy lại khoảng không gian cần có để so sánh và hiểu biết. Ý thức bình thường đã trở lại với hành giả. Vừa mới xuất định xong, hành giả thường nhìn lại những gì đã xảy ra và duyệt lại trải nghiệm nhập định. Những lần nhập định là những biến cố mãnh liệt đến nỗi chúng để lại một dấu ấn không thể xóa mờ trong ký ức của hành giả. Thật vậy, hành giả không thể nào quên được chúng bao lâu mà họ còn sống. Họ thường dễ dàng nhớ lại đầy đủ mọi chuyện. Hành giả hiểu rõ chi tiết của những gì xảy ra trong lúc nhập định,
và hành giả biết đó là tầng thiền nào. Hơn nữa, những dữ kiện đạt được qua việc duyệt lại tiến trình nhập định tạo nền tảng của tuệ giác đưa đến giác ngộ. Một tính chất lạ lùng khác để phân biệt cảm nghiệm nhập định với tất cả những kinh nghiệm khác là trong lúc nhập định, tất cả năm giác quan hoàn toàn đóng lại. Hành giả không thể thấy, nghe, ngửi, nếm hay cảm giác được sự xúc chạm. Hành giả không nghe tiếng quả kêu hay tiếng một người đang ho. Thậm chí nếu có tiếng sấm nổ gần đó, hành giả cũng không nghe trong lúc nhập định. Nếu có ai vỗ trên vai bạn hay kéo bạn lên hay đặt bạn xuống, trong lúc nhập định bạn cũng không biết được. Trong lúc nhập định, tâm bạn hoàn toàn bị cắt đứt khỏi năm giác quan, khiến chúng không thể xâm nhập vào được. Có lần một cư sĩ đã kể cho tôi nghe rằng, trong một trường hợp hoàn toàn tình cờ, anh ấy đã chìm sâu vào định như thế nào trong khi đang hành thiền ở nhà. Vợ anh tưởng anh ta đã chết nên gọi xe cấp cứu. Anh ta được chở ngay đến bệnh viện trong tiếng còi hú vang rền. Trong phòng cấp cứu, bác sĩ không ghi nhận được nhịp tim trong thử nghiệm điện tâm đồ và không có dấu hiệu hoạt động của não trong điện não đồ. Vì thế, bác sĩ trực đã đặt máy kích hoạt cơ tim trên ngực anh ta để kích thích cho tim hoạt động lại. Mặc dù anh bị bật lên bật xuống trên giường bệnh do sức kích động của điện, anh vẫn không cảm thấy gì cả. Khi anh xuất định trong phòng cấp cứu, hoàn toàn bình thường. Anh không hiểu tại sao anh lại ở đây, không biết gì đến xe cấp cứu hay tiếng còi hú, không biết gì về những tác động của chiếc máy kích hoạt cơ tim làm co giật cơ thể anh. Trong khoảng thời gian dài anh đang nhập định, anh hoàn toàn tỉnh giác, nhưng chỉ biết hỷ lạc mà thôi. Đây là một thí dụ về năm giác quan đã bị đóng lại như thế nào trong cảm nghiệm nhập định. Tóm tắt những điểm quan trọng nổi bật của các tầng thiền. Như vậy, điều hữu ích cần biết là trong lúc nhập định. 1. Không thể có ý tưởng khởi lên. 2. Không có tiến trình tạo ra quyết định. 3. Không có tri giác về thời gian. 4. Ý thức là bất nhị nên không thể đạt được sự hiểu biết bình thường. 5. Tuy nhiên hành giả hết sức tỉnh giác, nhưng chỉ tỉnh giác về niềm hỷ lạc bất động. 6. Năm giác quan hoàn toàn đóng kín và chỉ có giác quan thứ 6 là tâm là đang hoạt động mà thôi. Đó là những đặc điểm của nhập định. Vì thế trong lúc thiền định thâm sâu, nếu hành giả tự hỏi không biết đó có phải là định hay không, hành giả có thể chắc chắn đó không phải là nhập định. Không có suy nghĩ nào như vậy có thể hiện hữu trong sự bất động của nhập định. Những đặc điểm này chỉ có thể nhận biết sau khi xuất định. Hành giả duyệt xét lại tiến trình chánh niệm một khi tâm có thể chuyển động lại bình thường. Sơ thiền, tâm dao động, tầm và tứ. Tất cả các tầng thiền là những trạng thái hỷ lạc gần như bất động. Tuy nhiên trong sơ thiền vẫn còn nhận ra một vài sự di chuyển. Tôi gọi sự di chuyển này là tâm dao động của sơ thiền. Hành giả tỉnh giác về niềm hỷ lạc tuyệt diệu, mạnh mẽ đến nỗi nó đã trấn áp hoàn toàn cái ngã điều khiển ý chí và hành động. Trong lúc nhập định, hành giả ở trong trạng thái tự động điều khiển mà không có cảm giác mình đang điều khiển. Và quả đúng như thế. Tuy nhiên, niềm hỷ lạc quá tuyệt diệu đến nỗi nó có thể làm phát sinh một chút dính mắc. Tâm nắm giữ niềm hỷ lạc theo bản năng, bởi vì niềm hỷ lạc của sơ thiền do buông xả phát sinh, sự nắm giữ vô tình đó làm suy yếu hỷ lạc. Thấy rằng niềm hỷ lạc đang suy yếu, tâm liền tự động buông xả sự nắm giữ, và niềm hỷ lạc gia tăng sức mạnh trở lại. Rồi tâm lại nắm giữ, rồi lại buông xả. Sự di chuyển vô tình tế nhị đó làm khởi sinh tâm dao động của sơ thiền.
tiến trình này có thể nhận biết bằng cách khác. Khi hỷ lạc yếu dần vì bị vô tình nắm giữ, có vẻ như chánh niệm di chuyển khỏi hỷ lạc một chút, rồi chánh niệm được kéo trở lại vào hỷ lạc khi tâm tự động buông xả. Sự di chuyển lui tới này là một cách thứ hai để mô tả tâm dao động của sơ thiền. Tâm dao động này thật ra là một cặp gồm hai yếu tố của sơ thiền, gọi là tầm và tứ. Tầm là sự tự động di chuyển trở lại vào hỷ lạc. Tứ là sự vô tình nắm giữ hỷ lạc. Một vài luận sư giải thích, tầm và tứ như là ý niệm khởi đầu và ý niệm được duy trì. Trong một số văn cảnh khác, cặp này có thể dùng để đề cập đến ý niệm. Nhưng trong nhập định, chắc chắn chúng có nghĩa khác. Không thể nào một hoạt động thô sơ như là suy nghĩ lại có thể tồn tại trong một trạng thái tinh tế như nhập định. Thật ra, sự suy nghĩ đã dừng lại rất lâu trước khi nhập định. Trong nhập định, tầm và tứ đều là những chuyển động lặng lẽ không lời, và vì thế không thể đủ điều kiện để xem là ý niệm. Tầm là một sự di chuyển lặng lẽ của tâm trở vào hỷ lạc. Tứ là sự di chuyển lặng lẽ của tâm để nắm giữ hỷ lạc. Bên ngoài định, những chuyển động của tâm như vậy thường phát sinh ý niệm và đôi lúc lời nói. Nhưng trong định, tầm và tứ trở nên quá tinh tế đến nỗi không thể tạo ra ý niệm. Tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được là di chuyển chánh niệm trở về với hỷ lạc và giữ vững chánh niệm ở đó. Nhất tâm. Yếu tố thứ ba của sơ thiền là nhất tâm. Nhất tâm là chánh niệm tỉnh giác tập trung thật sắc bén vào một vùng hiện hữu rất nhỏ. Nó nhất tâm trong không gian bởi vì nó chỉ thấy một nguồn hỷ lạc duy nhất cùng với một vùng không gian nhỏ bao quanh hỷ lạc do sự dao động của sơ thiền. Nó nhất tâm trong thời gian bởi vì nó chỉ biết giây phút hiện tại duy nhất và chính xác đến nỗi tất cả ý niệm về thời gian hoàn toàn biến mất. Và nó nhất tâm trong thế giới hiện tượng bởi vì nó chỉ biết một đối tượng, đó là hỷ lạc, một đối tượng của tâm, và nó hoàn toàn quên hẳn thế giới của năm giác quan và thân thể của hành giả. Nhất tâm trong không gian tạo ra một cảm nghiệm kỳ lạ về ý thức bất nhị, chỉ có thể tìm thấy trong nhập định. Đó là lúc hành giả hoàn toàn tỉnh giác, nhưng chỉ về một đối tượng mà thôi, và theo một góc độ nào đó trong những khoảnh khắc phi thời gian. Ý thức tập trung vào một đối tượng đến mức độ chức năng hiểu biết bị ngưng lại trong một lúc. Chỉ sau khi nhất tâm đã tan biến và hành giả đã xuất định, hành giả mới có thể nhận ra những đặc điểm này của sơ thiền và hiểu được chúng. Nhất tâm trong thời gian tạo ra sự ổn định phi thường của sơ thiền, cho phép nó kéo dài trong một thời gian thật lâu mà không cần nỗ lực nào. Khái niệm về thời gian dựa trên việc đo lường từng khoảng cách, từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai. Khi tất cả những gì hành giả nhận biết trong lúc nhập định là chính ngay giây phút này, thì không còn khoảng trống nào để đo lường thời gian. Tất cả khoảng cách đã đóng lại, nó được thay thế bằng tri giác về trạng thái phi thời gian và bất động. Nhất tâm trong thế giới hiện tượng tạo ra sự xuất hiện phi thường của niềm hỷ lạc nối tiếp hỷ lạc, không thay đổi trong suốt thời gian nhập định. Điều này làm cho nhập định trở thành một nơi an trú thật thanh tịnh. Theo ngôn ngữ học thuật, nhất tâm, ekagata, là một từ ghép Pali nghĩa là điểm tột đỉnh. Ngữ căn aga, tiếng Sanskrit là agra, dùng để chỉ đỉnh một ngọn núi, cực điểm của một kinh nghiệm, hoặc thậm chí còn để chỉ thủ đô của một quốc gia, như trong Agra, thủ đô cổ Mothun của Ấn Độ. Như vậy, ekagata không chỉ là nhất tâm theo nghĩa xưa cũ, mà còn là sự tập trung độc nhất vào một cái gì vươn lên cao và siêu phàm.
điểm thượng đỉnh độc nhất mà nhất tâm tập trung hướng đến trong sơ thiền chính là niềm hỷ lạc cực độ. Hỷ lạc. Thật vậy, hai yếu tố cuối cùng của sơ thiền là hỷ và lạc, mà tôi sẽ thảo luận chung với nhau bởi vì chúng là một cặp đi liền nhau. Trong thực tế, chúng chỉ rời nhau trong tam thiền, lúc đó hỷ chấm dứt và chỉ còn lạc một mình. Vì vậy, chỉ sau khi nhập tam thiền, hành giả mới biết được từ kinh nghiệm của mình thế nào là hỷ và thế nào là lạc. Ở đây tôi giải thích cặp này như là một cũng đủ. Hai yếu tố này của sơ thiền đề cập đến niềm hỷ lạc, là điểm tập trung chú ý của chánh niệm và tạo thành cảm nghiệm cốt lõi của sơ thiền. Hỷ lạc là đặc điểm nổi bật của sơ thiền, đến nỗi nó là điểm đầu tiên hành giả nhận ra khi duyệt lại mọi diễn tiến sau khi xuất định. Thật vậy, những truyền thống huyền bí xuất hiện sau Phật giáo đã choáng ngợp trước cảm nghiệm mênh mông vô cùng, vô ngã, tĩnh lặng, ngây ngất, tối thượng, thanh tịnh xuất thế gian của sơ thiền. Đến nỗi họ đã hiểu cảm nghiệm này như là một sự hòa nhập với Thượng Đế. Tuy nhiên, Đức Phật giải thích rằng đây chỉ là một hình thái hỷ lạc vượt thế gian và còn có những hình thái cao hơn nữa. Trong cảm nghiệm nhập định của Phật giáo, hành giả sẽ biết được nhiều tầng hỷ lạc vượt thoát thế gian. Sơ thiền là tầng thứ nhất. Mặc dù sau khi ra khỏi sơ thiền, hành giả không thể quan niệm được có một kinh nghiệm nào hạnh phúc hơn, thật ra vẫn còn rất nhiều. Mỗi tầng hỷ lạc có một hương vị khác nhau, một phẩm chất riêng biệt. Những phẩm chất khác nhau ấy có thể giải thích bằng những nguyên nhân khác nhau tạo ra hỷ lạc. Cũng giống như sức nóng của mặt trời có tính chất khác với sức nóng của lửa củi, và sức nóng lửa củi thì khác với sức nóng phát ra từ lò luyện kim. Vì thế, hỷ lạc phát sinh từ những nguyên nhân khác nhau sẽ bộc lộ những đặc điểm riêng biệt. Đặc điểm riêng biệt của niềm hỷ lạc trong sơ thiền là nó phát sinh từ sự vắng mặt hoàn toàn mọi hoạt động của năm giác quan. Khi năm giác quan đã đóng lại, bao gồm tất cả những phản ảnh của năm giác quan biểu hiện thành ý niệm, thì hành giả đã rời khỏi thế giới của thân xác và vật chất, dục giới, và đi vào thế giới của tâm thức thuần tịnh, sắc giới. Điều này giống như đã vứt đi một gánh nặng to lớn. Hoặc giống như Ngài Ajahn Chah thường mô tả, giống như cổ bạn bị buộc chặt một sợi dây thừng biết bao năm tháng. Thật ra, lâu đến nỗi bạn trở nên quen thuộc với nó và không còn cảm thấy đau nữa. Rồi bỗng nhiên sự căng thẳng biến mất và sợi dây thừng được tháo gỡ. Niềm hoan hỷ bạn cảm thấy lúc đó là do cái thòng lọng trên cổ đã biến mất. Cũng giống như vậy, niềm hỷ lạc của sơ thiền là do sự tan biến của một gánh nặng và của tất cả những gì thuộc về thế gian mà bạn đã biết. Tuệ giác này về nguyên nhân của niềm hỷ lạc trong sơ thiền là rất cơ bản để bạn có thể hiểu được lời dạy của Đức Phật về khổ trong tứ diệu đế. Tóm tắt về sơ thiền. Tóm tắt lại, năm yếu tố để phân biệt sơ thiền rút gọn lại thành ba yếu tố sau. 1 và 2, tầm và tứ, được cảm nghiệm như là tâm dao động, là sự di chuyển vi tế vào và ra khỏi niềm hỷ lạc. 3. Nhất tâm, được cảm nghiệm như là trạng thái bất nhị, phi thời gian và tĩnh lặng. 4 và 5. Hỷ và lạc, được cảm nghiệm như là niềm hỷ lạc vượt qua bất cứ cái gì thuộc thế gian và phát sinh do hoàn toàn vượt khỏi thế giới của năm giác quan. Nhị thiền, giảm thiểu tâm dao động. Khi sơ thiền trở nên sâu lắng thì tâm dao động suy giảm và niềm hỷ lạc được củng cố. Hành giả đi đến một trạng thái
là vẫn nắm giữ hỷ lạc ở mức độ vi tế nhất. Nhưng điều này không đủ để tạo nên sự bất ổn nào cho hỷ lạc. Niềm hỷ lạc không suy giảm bởi sự nắm giữ, và chánh niệm cũng không có vẻ muốn di chuyển khỏi nguồn hỷ lạc. Niềm hỷ lạc mạnh mẽ đến nỗi sự nắm giữ không thể quấy nhiễu được. Mặc dù sự nắm giữ vẫn còn hoạt động, sẽ không còn sự di chuyển nào của tâm trở về với nguồn hỷ lạc. Tâm không còn dao động nữa. Đây là tầng thiền được mô tả trong kinh như là không còn sự di chuyển trở vào hỷ lạc, nhưng vẫn còn một chút nắm giữ. Giai đoạn này rất gần với nhị thiền, đến nỗi thường được bao gồm trong tầng thiền này. Khi niềm hỷ lạc đã mạnh mẽ đến mức độ vững chắc không thể nào lay chuyển được, thì không còn lý do gì để tứ nắm giữ nữa. Đến thời điểm này, tâm đã hoàn toàn tự tin, đủ để buông xả tận cùng. Với sự buông xả cuối cùng này, phát sinh từ niềm tin tưởng vào sự vững chắc của hỷ lạc, sự nắm giữ biến mất và hành giả tiến vào nhị thiền đúng nghĩa. Như vậy, đặc điểm đầu tiên của nhị thiền được mô tả trong kinh là Avitaka và Avikara, nghĩa là không di chuyển, không nắm giữ, không tầm, không tứ. Trong cảm nghiệm thực tế, điều này có nghĩa là tâm không còn dao động. Đặc điểm thứ hai là Arihatam, Sampasadanam, nghĩa là tin tưởng nội tại. Trong cảm nghiệm thực tế, điều này mô tả niềm tin tưởng trọn vẹn vào sự vững chắc của hỷ lạc. Và đó là lý do để Vikara chấm dứt sự nắm giữ. Nhất tâm tuyệt hảo. Đặc điểm thứ ba và là đặc điểm được nhận thấy rõ nhất của nhị thiền là Cetaso Ekodibhavam, nghĩa là nhất tâm tuyệt hảo. Khi không còn chút dao động nào, thì tâm giống như một tảng đá vững chắc, bất động hơn ngọn núi và cứng hơn kim cương. Một trạng thái tĩnh lặng bất dịch đến mức tuyệt hảo như thế thật là kỳ diệu. Tâm an trú trong hỷ lạc mà không mảy may dao động. Đây là đặc điểm sẽ được nhận ra sau này như là phẩm chất tuyệt hảo của định, Samadhi. Định, Samadhi là năng lực chú tâm tĩnh lặng. Và trong nhị thiền, sự chú tâm này được duy trì vào một đối tượng mà không lay động chút nào. Thậm chí không có cả sự dao động vi tế nhất. Hành giả như bất động, vững chắc như bị tê liệt, như dính chặt với loại keo tốt nhất, thậm chí cũng không thể run rẩy được. Tất cả mọi dao động trong tâm đã biến mất. Không thể có mức độ tâm tĩnh lặng cao hơn nữa. Trạng thái này được gọi là chánh định, và đặc điểm này vẫn được duy trì không những ở nhị thiền mà còn ở các tầng thiền cao hơn. Hỷ lạc do định sinh và sự chấm dứt mọi tạo tác. Chính chánh định này đã tạo ra hương vị độc đáo của niềm hỷ lạc trong nhị thiền. Gánh nặng đã ảnh hưởng đến sơ thiền là phiền não do tâm dao động, nay đã được đoạn trừ. Tất cả đứng yên trong trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng, ngay cả tâm nhận biết cũng vậy. Sự tĩnh lặng tuyệt đối ấy giúp hành giả vượt thoát mối phiền não do tâm dao động và hiển lộ niềm hỷ lạc tuyệt vời do định thuần tịnh phát sinh. Trong kinh, niềm hỷ lạc của nhị thiền được gọi là hỷ lạc do định sinh. Niềm hỷ lạc ấy cao thượng hơn, lớn lao hơn niềm hỷ lạc do vượt lên thế giới của năm giác quan. Hành giả đã không mong đợi niềm hỷ lạc như vậy. Niềm hỷ lạc này thuộc về một thế giới hoàn toàn riêng biệt. Sau khi đã trải nghiệm nhị thiền, đã nhận thức được hai loại hỷ lạc cực kỳ vượt thế gian, hành giả tự hỏi, không biết còn có mức độ hỷ lạc nào khác trước mắt. Một đặc điểm quan trọng khác của nhị thiền là tất cả mọi tạo tác đã hoàn toàn chấm dứt. Ngay cả hành động vô tình làm tâm dao động cũng hoàn toàn biến mất. Tâm tạo tác không còn nữa.
Chỉ đến khi có trải nghiệm về nhị thiền, hành giả mới có thể hiểu trọn vẹn nghĩa của từ ngữ tâm tạo tác. Cũng giống như con nòng nọc chỉ có thể hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của nước khi nó ra khỏi nước với kinh nghiệm ban đầu của một chú cóc trên đất liền. Không những tâm tạo tác đã biến mất, có vẻ như là phần chính yếu rõ ràng để nhận diện bản sắc cố hữu của hành giả cũng bị loại bỏ. Những gì trước đây có vẻ như rõ ràng hiển nhiên, nay bỗng trở thành một ảo ảnh, một vọng tưởng. Hành giả hiểu thấu suốt ảo tưởng về ý chí tự do nhờ sử dụng những dữ kiện từ kinh nghiệm sống đích thực của mình. Triết gia Jean-Paul Sartre, người đã nhận định hiện hữu tức là hành động, có thể đã không biết đến nhị thiền, nơi đó có hiện hữu mà không có hành động nào cả. Những tầng thiền này thật lạ lùng và chúng phủ nhận mọi kinh nghiệm bình thường, nhưng chúng có thật, còn thật hơn cả thế giới này. Tóm tắt về nhị thiền. Như vậy, nhị thiền được phân biệt bằng bốn tập hợp của các yếu tố. 1 và 2, không tầm không tứ, tin tưởng nội tại, được cảm nhận như là sự giảm thiểu tâm dao động từ sơ thiền, do niềm tin tưởng nội tại về sự ổn định của hỷ lạc. 3. Nhất tâm tuyệt hảo, nhất tâm tĩnh lặng nhờ niềm tin tưởng trọn vẹn vào hỷ lạc. Điều này thường được cảm nghiệm như là sự tĩnh lặng vững chắc như đá hay là chánh định. 4. Hỷ lạc do định sinh là tâm điểm của tầng thiền này, là niềm hỷ lạc vượt thế gian, phát sinh từ sự chấm dứt mọi chuyển động của tâm. 5. Sự chấm dứt mọi tạo tác, được thấy lần đầu tiên là tâm tạo tác đã hoàn toàn biến mất. Tam thiền. Khi sự tĩnh lặng của tâm nhận biết tiếp tục, sự tĩnh lặng của đối tượng nhận biết lại càng thêm sâu sắc. Cần nhớ rằng trong nhập định, đối tượng nhận biết là phản ảnh của tâm, và tâm là chủ thể nhận biết hay tâm nhận biết. Trước tiên tâm nhận biết trở nên tĩnh lặng, rồi phản ảnh của nó, tức là đối tượng của tâm, cũng từ từ trở nên tĩnh lặng. Trong 2 tầng thiền đầu tiên, phản ảnh của tâm được nhận biết như là niềm hỷ lạc mà cho đến nay được gọi là hỷ lạc do định sinh. Trong tam thiền, phản ảnh của tâm đã tiến lên một mức độ tĩnh lặng cao hơn, đến một thứ hỷ lạc khác hẳn. Hỷ đã biến mất. Trước khi tiến đến tam thiền, tất cả niềm hỷ lạc đều có một điểm gì đó giống nhau, mặc dù chúng khác nhau trong hương vị vì những lý do khác nhau. Điểm giống nhau đó là sự kết hợp của hỷ với lạc. Bởi vì chúng luôn luôn đi với nhau, không thể chia cắt, giống như đôi song sinh dính liền nhau, cho nên không những vô ích mà thậm chí còn không thể nói về chúng một cách riêng rẽ. Cho đến bây giờ, chính sự kết hợp này đã cho mọi niềm hỷ lạc có một điểm chung giống nhau. Giờ đây trong tam thiền, hỷ biến mất chỉ còn lạc, nên đã tạo ra một loại lạc thọ hoàn toàn khác hẳn. Chỉ sau khi có cảm nghiệm tam thiền thì hành giả mới biết được lạc là gì, bằng cách liên hệ với cảm nhận về hỷ là như thế nào. Hỷ của nhị thiền có vẻ hưng phấn hơn bất cứ cái gì khác. Tuy nhiên giờ đây trong cặp hỷ lạc thì hỷ được xem như là phần yếu hơn, lạc là phần tinh tế hơn. Chánh niệm, tỉnh giác và xả. Đối với tất cả các tầng thiền, những cảm nghiệm hầu như không thể mô tả được. Tuy nhiên, tầng thiền càng cao thì cảm nghiệm càng sâu sắc hơn và càng khó mô tả hơn. Những trạng thái ấy và ngôn ngữ dùng để diễn tả chúng thật xa vời đối với thế gian. Nhìn chung, hành giả có thể nói rằng niềm hạnh phúc của tam thiền là lạc, có cảm giác dễ chịu hơn, yên lặng hơn và an tịnh hơn.
Trong kinh, lạc thọ này được kèm theo những đặc điểm như chánh niệm, tỉnh giác và xả. Mặc dù trong kinh Bất Đoạn nói rằng những đặc điểm này có mặt trong mọi tầng thiền, có lẽ những tính chất này được nhấn mạnh như là đặc điểm của tam thiền nhằm mục đích chỉ rõ rằng trong tầng thiền thâm sâu này, hành giả giữ vững chánh niệm thật sắc bén, hết sức tỉnh giác và tĩnh lặng đến nỗi hành giả vẫn nhận biết mà không chút lay động. Và đây là nghĩa căn bản của xả. Vẫn là sự tĩnh lặng vững như đá và sự vắng mặt của tâm tạo tác. Tam thiền vẫn là chánh định, là sự tĩnh lặng vững như đá, sự vắng mặt của tâm tạo tác và thế giới của năm giác quan vẫn bất khả xâm nhập. Nó được phân biệt với nhị thiền qua bản chất của lạc, nay đã bay lên một mức độ cao hơn và xuất hiện như một loại hạnh phúc hoàn toàn khác hẳn. Lạc này sung mãn đến nỗi, kinh đã trích lại lời mô tả của bậc giác ngộ về tam thiền như là xả niệm lạc trú. Tóm tắt về tam thiền. Như vậy, tam thiền có những đặc điểm sau. 1. Hỷ lạc đã phân ly, đã mất đi phần thô sơ hơn là hỷ. 2. Niềm hạnh phúc còn lại là lạc, bộc lộ phẩm chất chánh niệm sắc bén, tỉnh giác và xả. 3. Vẫn là sự tĩnh lặng vững như đá, tâm tạo tác đã vắng bặt, giống như trong nhị thiền. Tứ thiền. Khi sự tĩnh lặng của tâm nhận biết làm lắng dịu đối tượng nhận biết, niềm hỷ lạc vốn là đặc điểm chính yếu của cả ba tầng thiền trước đây, nay lại thay đổi lần nữa khi hành giả tiến vào tứ thiền. Chỉ đến lúc này, nó thay đổi rốt ráo hơn. Lạc thọ hoàn toàn biến mất. Cái còn lại là một tâm nhận biết tuyệt đối tĩnh lặng, đang theo dõi sự thanh tịnh tuyệt đối. Từ góc độ của tứ thiền, niềm hỷ lạc của những tầng thiền trước được xem như là sự dao động còn sót lại của đối tượng tâm thức và là một thứ phiền não làm che mờ một cái gì vĩ đại hơn. Khi niềm hỷ lạc đã suy yếu, tất cả những gì còn lại là sự thanh tịnh sâu lắng, vốn là dấu hiệu của tứ thiền. Không có gì dao động ở đây, không có gì tỏa sáng, không có cảm nghiệm hạnh phúc hay khó chịu. Hành giả cảm thấy một sự thăng bằng tuyệt hảo ngay tại chính giữa tâm thức. Cũng giống như tại tâm điểm của một cơn lốc xoáy, không có gì dao động tại chính giữa con mắt của tâm. Ở đây có một cảm giác tuyệt hảo, sự tuyệt hảo của thanh tịnh và tỉnh giác. Đức Phật đã giải thích điểm này như là xả niệm thanh tịnh. Sự thanh tịnh trong tứ thiền không giống bất cứ sự thanh tịnh nào có thể tìm thấy ở thế gian. Hành giả chỉ có thể biết được sau khi đã trải qua những cảm nghiệm của ba tầng thiền trước. Lộ trình này là con đường duy nhất để xác nhận sau này rằng niềm thanh tịnh bất động mà hành giả đã cảm nghiệm được quả thật là tứ thiền. Hơn nữa, trạng thái của tứ thiền thanh tịnh đến nỗi hành giả vẫn tiếp tục an trú trong đó rất nhiều giờ. Hành giả hình như khó có thể trải nghiệm được tứ thiền với thời gian ngắn hơn. Mặc dù cả hỷ và lạc đều đã biến mất trong tứ thiền và tất cả những gì còn lại là sự thanh tịnh tuyệt hảo, sau này khi ôn lại quá trình ấy, hành giả sẽ nhận ra cảm nghiệm đó là niềm hỷ lạc tối thượng. Sự thanh tịnh tuyệt hảo của tứ thiền được xem là niềm hỷ lạc cao nhất trong tất cả các tầng thiền. Đó là niềm hỷ lạc tối thượng khi mọi hỷ lạc khác đã chấm dứt. Đây không phải là trò chơi chữ để làm ra vẻ thông thái và huyền bí. Đây chính là hỷ lạc đúng như thật. Tóm tắt về tứ thiền. Như vậy, tứ thiền có những đặc điểm sau. 1. Hỷ biến mất. 2. Một tri giác về sự thanh tịnh tuyệt đối tồn tại rất lâu dài.
chỉ đạt được vào giai đoạn cuối của ba tầng thiền. 3. Vẫn là sự thanh tịnh vững chắc tuyệt đối như đá, sự vắng mặt của tâm tạo tác, giống như trong nhị thiền và tam thiền. 4. Sự hoàn toàn bất khả xâm nhập từ thế giới năm giác quan và thân thể của hành giả. Những ví dụ của Đức Phật về bốn tầng thiền. Đức Phật thường mô tả cảm nghiệm về bốn tầng thiền bằng những ví dụ gợi hình. Trước khi giải thích những ví dụ đó, tưởng cũng hữu ích khi chúng ta dừng lại và làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Kaya, một từ Pali chính yếu được dùng trong mọi ví dụ. Kaya mang một phạm vi ý nghĩa giống như từ body, thân của tiếng Anh. Cũng giống như từ body, có thể mang ý nghĩa khác ngoài ý nghĩa là thân thể của một người. Thí dụ như a body of evidence, một số lượng bằng chứng. Vì vậy, từ Kaya cũng có nhiều nghĩa khác ngoài ý nghĩa là một thân thể. Chẳng hạn như Namakaya, một số yếu tố của tâm thức. Trong các tầng thiền, năm giác quan không hoạt động. Điều này nghĩa là không có cảm nghiệm về thân xác. Thân xác đã được siêu diệt. Vì vậy, khi Đức Phật nói trong bốn ví dụ này, vì thế không có phần nào trong toàn bộ Kaya của Ngài không được thấm nhuần bởi hỷ lạc, vân vân. Điều này có thể xem như có ý nghĩa là vì thế không có phần nào trong toàn bộ cảm nghiệm tâm thức của Ngài không được thấm nhuần. Điểm này thường bị hiểu lầm. Ví dụ của Đức Phật về sơ thiền là một viên đất sét được dùng làm xà phòng với vừa đủ độ ẩm, không quá khô cũng không quá ướt. Viên đất sét biểu hiện cho định tâm, trong đó chánh niệm đã giới hạn sự tập trung vào một vùng rất nhỏ do sự dao động tạo ra. Độ ẩm tượng trưng cho niềm hỷ lạc khởi sinh do hoàn toàn cách biệt với thế giới của năm giác quan. Độ ẩm thấm nhuần toàn thể viên đất sét, ám chỉ rằng niềm hỷ lạc đã thấm nhuần xuyên suốt không gian và khoảng thời gian của cảm nghiệm tâm thức. Điều này về sau hành giả nhận ra như là hỷ lạc tiếp nối hỷ lạc, và rồi nhiều hỷ lạc hơn nữa, không gián đoạn. Vì là độ ẩm không quá mức nên không bị rỉ ra ngoài. Để mô tả niềm hỷ lạc luôn luôn được giữ lại trong khoảng không gian do sự dao động tạo nên, không bao giờ lọt ra khỏi vùng không gian của tâm thức để đi vào thế giới của năm giác quan, bao lâu mà định vẫn còn tồn tại. Nhị thiền được ví như một cái hồ nước không có lối vào cho nguồn nước từ bên ngoài, nhưng lại có dòng suối bên trong phun nước mát đầy hồ. Hồ tượng trưng cho tâm. Sự vắng mặt hoàn toàn con đường cho nước từ bên ngoài có thể chảy vào hồ, ám chỉ tính bất khả xâm nhập của tâm đối với bất cứ ảnh hưởng nào từ bên ngoài. Ngay cả tâm tạo tác cũng không thể xen vào tâm đang nhập định như vậy. Tính bất khả xâm nhập chặt chẽ như vậy là nguồn gốc phát sinh sự tĩnh lặng vững như đá của nhị thiền. Dòng suối bên trong cung cấp nước mát cho hồ, tượng trưng niềm tin tưởng nội tại vào niềm hỷ lạc của nhị thiền. Niềm tin tưởng nội tại này tạo nên sự buông xả hoàn toàn, làm tâm mát dịu để đi vào tĩnh lặng và giải thoát tâm khỏi mọi sự dao động. Sự mát dịu tượng trưng cho hỷ lạc do định sinh đã thấm nhuần toàn bộ cảm nghiệm tâm thức, không thay đổi trong suốt khoảng thời gian nhập định. Tam thiền được mô tả bằng ẩn dụ một đóa sen lớn mạnh nhờ ngâm mình trong hồ nước mát mẻ. Đóa sen tượng trưng cho tâm trong tam thiền. Nước có thể làm tươi mát cánh sen và lá sen, nhưng không bao giờ có thể thấm vào hoa sen, vì tất cả nước đều chảy lăn ra ngoài. Sự mát mẻ tượng trưng cho lạc, nước tượng trưng cho hỷ. Vì vậy, giống như đóa sen ngâm mình trong nước, tâm trong tam thiền được lạc làm mát dịu nhưng không bị hỷ thấm vào.
tâm trong tam thiền chỉ cảm nghiệm lạc thọ mà thôi. Trong tam thiền, tâm vẫn tiếp tục cảm nghiệm sự tĩnh lặng vững chắc như đá, không bao giờ dao động. Cũng giống như đóa sen trong ví dụ trên, vẫn luôn luôn ngâm mình trong nước. Giống như nước mát làm cho đóa sen lớn mạnh. Cũng vậy, lạc thọ của tam thiền giữ vững cho tâm bất động. Một lần nữa trong ví dụ trên, giống như nước hồ làm cho đóa sen thấm nhuần sự mát mẻ từ gốc đến ngọn. Cũng vậy, lạc thọ độc đáo của tam thiền thấm nhuần toàn bộ cảm nghiệm tâm thức từ đầu cho đến cuối. Tứ thiền được ví như một người dùng một tấm vải trắng trùm từ đầu đến chân. Người này tượng trưng cho tâm, còn tấm vải trắng tượng trưng cho chánh niệm và xả thuần tịnh, vốn là dấu hiệu của tứ thiền. Tâm trong tứ thiền không có dấu vết, trong sạch như tấm vải trắng, hoàn toàn tĩnh lặng và chỉ thanh tịnh và đơn thuần tỉnh giác. Sự thanh tịnh tuyệt đối này thấm nhuần toàn bộ cảm nghiệm tâm thức từ đầu cho đến cuối, cũng giống như tấm vải trắng che phủ người ấy từ đầu đến chân. Đó là ý nghĩa của bốn ví dụ về bốn tầng thiền, theo như tôi hiểu. Từ tầng thiền này tiến lên tầng thiền kia. Như tôi đã nói trước đây, trong khi nhập định, hành giả không thể nào di chuyển. Hành giả không thể tạo ra quyết định nào để chuyển từ tầng thiền này đến tầng thiền kia. Thậm chí hành giả cũng không thể quyết định xuất định. Khi nhập định, tất cả khả năng điều khiển kiểu đó đã được từ bỏ. Hơn nữa, sự tĩnh lặng sâu lắng của chánh niệm trong định đã làm đóng băng mọi hoạt động hiểu biết về tinh thần, đến mức độ là trong khi nhập định, hành giả khó có thể hiểu được cảm nghiệm của chính mình. Những dấu hiệu của nhập định chỉ có thể nhận biết về sau khi hành giả đã xuất định và ôn lại cảm nghiệm đã qua. Như vậy, trong bất cứ tầng thiền nào, không những hành giả không thể di chuyển, mà hành giả cũng không thể biết mình đang ở giai đoạn nào hay mình sẽ đi đến đâu. Vậy, việc di chuyển từ tầng thiền này đến tầng thiền kia xảy ra như thế nào? Hãy tưởng tượng một căn nhà bốn phòng chỉ có một cửa vào duy nhất. Đi qua cửa đó, bạn sẽ vào phòng thứ nhất. Bạn phải đi qua phòng thứ nhất để vào phòng thứ hai, đi qua phòng thứ hai để vào phòng thứ ba, và đi qua phòng thứ ba để vào phòng thứ tư. Khi rời căn nhà, bạn phải ra khỏi phòng thứ tư và trở lại phòng thứ ba, rồi phòng thứ hai và cuối cùng là phòng thứ nhất. Như vậy, bạn rời khỏi căn nhà đó từ cánh cửa mà bạn đã đi vào. Bây giờ giả thiết là sàn nhà trong tất cả các phòng đều trơn tuột, đến nỗi bạn không thể áp dụng thêm một sức đẩy nào nữa. Như vậy, nếu bạn vào căn nhà chỉ với sức đẩy nhẹ, bạn trượt vào và dừng lại ở phòng thứ nhất. Với một lực đẩy vào mạnh hơn, bạn có thể dừng lại ở phòng thứ hai, thứ ba hay thứ tư. Ví dụ này mô tả sự di chuyển từ tầng thiền này đến tầng thiền kia thực sự xảy ra như thế nào. Trong lúc nhập định, hành giả không có khả năng chủ động điều khiển. Nếu hành giả tiến vào định với lực đẩy nhẹ, hành giả dừng lại ở sơ thiền. Với lực đẩy mạnh hơn, hành giả đạt đến nhị thiền hay tam thiền. Và với lực đẩy vào mạnh hơn nữa, hành giả có thể đạt đến tứ thiền. Lực đẩy để tiến vào định chỉ có thể phát sinh trước khi nhập định, khi hành giả còn khả năng điều khiển. Lực đẩy được đề cập ở đây là sự buông xả. Hành giả tu tập buông xả trước khi nhập định, cho đến mức độ nó trở thành một ý tưởng tự động của tâm, một khuynh hướng mạnh mẽ tự nhiên. Nếu hành giả bước vào cửa của các tầng thiền với một chút ít lực đẩy của buông xả, hành giả sẽ dừng lại ở sơ thiền. Với một khuynh hướng tự động buông xả mạnh hơn, hành giả sẽ đạt đến nhị thiền
hay tam thiền. Với một khuynh hướng buông xả cực mạnh, hành giả đạt đến tứ thiền. Nhưng hành giả không thể tăng cường lực đẩy của buông xả trong lúc đang nhập định. Hành giả có thể tu tập lực đẩy của buông xả trước khi nhập định bằng cách ôm lại những cảm nghiệm hỷ lạc và nhận ra những trở ngại được gọi là dính mắc. Khi tâm nhận ra niềm hạnh phúc lớn lao của sự buông xả, khuynh hướng buông xả sẽ gia tăng. Đôi lúc tôi phải dạy cái tâm bướng bỉnh của tôi bằng cách suy nghĩ: "Này thấy chưa tâm ơi, thấy chưa? Tâm hãy xem, có nhiều hỷ lạc biết bao trong trạng thái buông xả. Thấy chưa tâm, đừng quên nhé, tâm, đồng ý rồi chứ?" Sau đó, tâm nghiêng về buông xả mạnh mẽ hơn. Hay tâm có thể nhận ra những trở ngại của niềm hỷ lạc sâu sắc hơn. Đó là những tầng lớp dính mắc khác nhau. Qua việc duyệt lại cảm nghiệm cũ, khi tâm nhận ra kẻ thù của hạnh phúc của chính mình là những dính mắc, thì nhờ có trí tuệ ấy, khuynh hướng buông xả sẽ tăng cường sức mạnh. Một cách khác để hiểu được làm thế nào hành giả di chuyển từ tầng thiền này đến tầng thiền kia, hãy nhớ lại ví dụ đóa sen ngàn cánh nở ra dưới ánh nắng mặt trời. Sơ thiền có thể so sánh với lớp cánh hoa quý hiếm và tinh tế rất gần với đài sen. Giống như khi lớp cánh hoa này đang được mặt trời sưởi ấm, thì bên dưới nó ẩn hiện một lớp cánh hoa khác thơm hơn nữa. Cũng vậy, cảnh giới sơ thiền thật quý hiếm và tinh tế nay được sưởi ấm bằng chánh niệm tĩnh lặng, đang nở ra để hé lộ một cảnh giới nhị thiền nhiều hỷ lạc hơn nữa. Như vậy, nhị thiền nằm ngay bên trong sơ thiền, tam thiền nằm bên trong nhị thiền và tứ thiền bên trong tam thiền, giống như những lớp cánh hoa sen trong cùng, lớp này bên trong lớp kia. Khi hành giả đã có nhiều kinh nghiệm nhập định, hành giả có thể chuyển từ tầng thiền này đến tầng thiền kia, sử dụng sức mạnh của Adithana. Trong bối cảnh này, từ Adithana ám chỉ cách hướng dẫn tâm. Vào lúc bắt đầu hành thiền, hành giả có thể hướng dẫn tâm tiến vào một tầng thiền nào đó trong một thời gian ấn định trước. Dĩ nhiên, việc này chỉ thực hiện được với những hành giả đã đạt đạo, là người đã rất quen thuộc với tầng thiền muốn đến và lộ trình đi đến đó. Điều này cũng giống như bấm nút tự động điều khiển sau khi máy bay cất cánh. Tuy nhiên, ngay cả những hành giả đã đạt đạo cũng phải đi qua con đường thông thường để đạt đến một tầng thiền nào đó. Thí dụ, nếu hành giả muốn hướng dẫn tâm tiến vào tam thiền, thì trước tiên hành giả phải đi qua sơ thiền và nhị thiền, mặc dù hành giả có thể đi nhanh hơn. Tứ vô sắc định. Trong ví dụ đóa sen ngàn cánh, bốn trong số những lớp cánh sen trong cùng tượng trưng cho bốn tầng thiền. Lớp cánh thứ tám là sơ thiền, lớp cánh thứ bảy là nhị thiền, lớp cánh thứ sáu là tam thiền, lớp cánh thứ năm là tứ thiền. Giờ đây có lẽ các bạn tự hỏi, không biết bốn lớp cánh sen trong cùng tượng trưng cho cái gì? Sao bốn tầng thiền là bốn quả vị vô sắc định? Cần ghi nhận là trong kinh, Đức Phật không bao giờ gọi những quả vị ấy là các tầng thiền. Chỉ trong các bộ luận, được kết tập 1000 năm sau mới gọi các quả vị như vậy. Bốn quả vị vô sắc định là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cũng giống như tứ thiền nằm trong tam thiền, vì thế không vô biên xứ nằm ngay trong tứ thiền, thức vô biên xứ nằm ngay trong không vô biên xứ, vân vân. Giống như những lớp cánh trong đóa hoa sen. Như vậy, điều kiện cần thiết là tất cả quả vị vô sắc đều sở hữu những đặc điểm sau đây được mang theo từ lúc nhập định. Tâm vẫn đóng kín với thế giới của năm giác quan và tất cả nhận biết về thân.
tâm vẫn tiếp tục tĩnh lặng vững như đá, không thể khởi lên một ý niệm hay dự tính nào trong một thời gian dài. Sự hiểu biết đã đóng băng, đến nỗi hành giả lúc đó khó có thể hiểu được cảm nghiệm của chính mình. Xả niệm thanh tịnh của tứ thiền vẫn là nền tảng của mỗi quả vị trong tứ vô sắc định. Cũng giống như ba tầng thiền đầu tiên, có đối tượng là những hình thái hỷ lạc khác nhau, và tứ thiền có đối tượng là một trạng thái thanh tịnh siêu phàm. Vì vậy, mỗi quả vị vô sắc định có một đối tượng tâm thức thuần tịnh. Tri giác về những đối tượng ấy tôi gọi là tâm xứ, bởi vì chúng là những nền tảng tâm thức mà các quả vị vô sắc định an trú trên đó. Những tâm xứ bất động này càng trở nên tinh tế hơn và rỗng lặng, thì quả vị vô sắc định càng cao hơn. Trở lại tứ thiền, trong đó chánh niệm đầy uy lực và bất động, chỉ tỉnh giác theo dõi trong sự thanh tịnh tuyệt đối, vượt ra ngoài thế giới của năm giác quan và nhất tâm cực điểm. Trong trạng thái nhất tâm cực điểm, những khái niệm thông thường về thế giới đã bị loại bỏ hoàn toàn, thay thế bằng những tri giác khác vượt thoát thế gian. Thí dụ, trong những giai đoạn thiền tập đầu tiên, khi hành giả hoàn toàn chú tâm vào giây phút hiện tại, nghĩa là nhất tâm về thời gian, những khái niệm thông thường về thời gian đã bị loại bỏ và thay bằng những tri giác xuất thế về thời gian. Khi hành giả đã hoàn toàn tập trung vào giây phút hiện tại, một mặt nó cho hành giả cảm giác vô thời hạn, và mặt khác nó cho cảm giác như thể hành giả có tất cả thời gian trong thế giới này. Trong thời điểm hiện tại tuyệt đối, thời gian không có biên giới, không định hình, trống không và không thể đo lường được. Nó vô biên và trống không cùng một lúc, nó không có giới hạn. Cảm nghiệm về nhất tâm trong thời gian được thấy trong giai đoạn đầu của thiền tập có thể là chìa khóa để cho ta hiểu được cảm giác vô biên và trống không xảy ra đồng thời trong các quả vị vô sắc định. Không vô biên xứ. Từ tứ thiền, tâm có thể nhìn sâu vào sự thanh tịnh tuyệt hảo để có tri giác về nhất tâm tuyệt đối trong không gian. Đây là một trong những đặc điểm của tứ thiền, luôn luôn sẵn sàng để hành giả quan sát đúng như thật và là cửa ngõ để tiến vào vô sắc định. Trong trạng thái nhất tâm tuyệt đối này, không gian được nhận biết như là vừa vô biên vừa trống không, một kiểu phi không gian. Bởi vì nó được nhận biết như là vắng bặt những cái thường làm giới hạn không gian, nghĩa là các sắc pháp. Quả vị này và những quả vị kế tiếp được gọi là những quả vị vô sắc. Như vậy, quả vị vô sắc định đầu tiên là không vô biên xứ, được nhận biết như là vừa vô biên vừa trống không, không thể đo lường được và không định hình được. Đây là tri giác tràn ngập tâm và vẫn bền vững không dao động trong suốt khoảng thời gian hành giả an trú trong định này. Chánh niệm đầy uy lực, bất động và thanh tịnh, theo dõi tri giác này với niềm hoan hỷ trọn vẹn. Thức vô biên xứ. Bên trong tri giác về không gian vô biên lại có tri giác về phi không gian, vậy thứ không gian đã mất hết ý nghĩa thông thường. Khi tâm chuyên chú về đặc điểm này trong cảnh giới vô sắc định đầu tiên, không gian như biến mất và thay vào đó là một tri giác nhất tâm tuyệt đối của ý thức. Trong trạng thái này, ý thức cảm nhận đồng thời tính chất vô biên và trống không, không thể đo lường được và không định hình được. Hành giả đã tiến vào cảnh giới vô sắc định thứ hai là thức vô biên xứ. Tri giác này tràn đầy tâm thức và vẫn bền vững không dao động trong khoảng thời gian lâu hơn nữa. Vô sở hữu xứ. Bên trong tri giác về thức vô biên còn có tri giác về phi ý thức, về một ý thức nay cũng đã mất hết ý nghĩa thông thường.
Khi tâm chuyên chú và đặt điểm này trong cảnh giới vô xác định thứ hai, tất cả tri giác về thức biến mất. Tri giác về sắc pháp và không gian cũng đã biến mất. Vì thế, tất cả những gì còn lại là sự nhất tâm vô sở hữu. Hành giả đã tiến vào quả vị vô sắc thứ ba là vô sở hữu xứ. Khái niệm này tràn đầy tâm thức, vẫn bền vững không thay đổi trong khoảng thời gian lâu hơn nữa. Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bên trong tri giác về vô sở hữu, còn có cả tri giác về phi vô sở hữu. Nếu tâm tinh tế đến mức có thể thấy được đặc điểm này, thì tri giác về vô sở hữu biến mất và được thay thế bằng tri giác phi tưởng và phi phi tưởng. Tất cả những gì hành giả có thể nói về quả vị vô sắc thứ tư này là thật ra đó là một tưởng. Trong ví dụ về đóa sen ngàn cánh, trạng thái này tượng trưng bằng lớp cánh sen cuối cùng vẫn còn khép kín với tất cả các lớp cánh khác đã nở ra hết. Lớp cánh sen cuối cùng này hầu như không giống cánh sen chút nào. Nó siêu phàm và vi tế nhất vì nó đang ôm ấp trong cánh hoa lụa mong manh, hạt bảo châu lừng danh trong lòng hoa sen. Đó là Niết Bàn. Diệt thọ tưởng định, Niết Bàn. Bên trong tri giác về phi tưởng và phi phi tưởng còn có sự chấm dứt của mọi tưởng, chấm dứt tất cả cảm thọ và nhận biết, tức là Niết Bàn. Nếu tâm chuyên chú vào đặc điểm này, tâm sẽ ngừng hoạt động. Khi tâm hoạt động trở lại, hành giả sẽ đạt đến quả A-la-hán hay quả Bất Lai. Đó là hai quả duy nhất có thể đạt được. Chấm dứt tuần tự. Một cách khác để nhìn các quả vị tứ thiền và tứ vô xác định là đặt chúng trong một tiến trình chấm dứt tuần tự nối tiếp nhau. Tiến trình đưa đến sơ thiền là sự chấm dứt của thế giới năm giác quan cùng với thân và tất cả mọi tạo tác. Con đường từ sơ thiền đến tứ thiền là sự chấm dứt phần tâm nhận biết lạc thọ và khổ thọ. Con đường từ tứ thiền đến quả vị vô sắc thứ tư gần như là sự chấm dứt phần còn lại của cái gọi là tâm nhận biết. Và bước cuối cùng là sự chấm dứt dấu vết còn sót lại của sự nhận biết. Qua các tầng thiền và các quả vị vô sắc, trước tiên hành giả buông xả thân và thế giới của năm giác quan, rồi hành giả buông xả tâm tạo tác, rồi buông xả lạc thọ và khổ thọ, rồi hành giả buông xả không gian và ý thức, rồi hành giả buông xả mọi tưởng. Khi hành giả buông xả một đối tượng đó biến mất và chấm dứt. Nếu nó vẫn còn, nghĩa là hành giả chưa buông xả. Qua việc buông xả tất cả những gì có thể nhận biết, tâm nhận biết chấm dứt. Đây là sự chấm dứt tất cả mọi thứ, kể cả tâm thức. Đây là nơi mà tâm không còn biểu hiện. Khi đất, nước, gió, lửa không còn chỗ đứng, khi danh và sắc được đoạn diệt hoàn toàn. Trống không, tịch diệt, Niết Bàn. Đó là hạt bảo châu trong lòng hoa sen. Trong chương này nói về các tầng thiền, tôi đã dẫn dắt các bạn trong một cuộc hành trình từ lý thuyết đến thực hành, đi lên những rặng núi cao, nơi có những đỉnh cao là các tầng thiền, rồi lên cao hơn nữa, đi đến thượng đỉnh, đó là các cảnh giới vô sắc định. Mặc dù cuộc hành trình có vẻ còn xa vời đối với các bạn hôm nay, ngày mai biết đâu bạn sẽ thấy mình tiến rất xa trên lộ trình này. Vì vậy, chúng ta thấy rất hữu ích ngay hôm nay khi có được bản đồ tu học này trước mắt. Hơn nữa, các tầng thiền này cũng giống như những mỏ vàng mênh mông vô tận, nhưng lại chứa những tuệ giác còn quý báu hơn vàng. Chúng cung cấp cho ta những vật liệu sống động, các dữ kiện bất ngờ để dung bồi những tuệ giác đặc biệt
và mở mắt cho chúng ta tiến tới Niết Bàn. Các tầng thiền là những hạt bảo châu tô điểm cho khuôn mặt của Phật giáo. Chúng hết sức cần thiết cho kinh nghiệm giác ngộ, và ngày nay chúng có thể trở thành hiện thực. Tôi kết luận chương này với lời dạy của Đức Phật: không có định thì không có tuệ, không có tuệ thì không có định. Với người có cả định và tuệ thì Niết Bàn ngay trước mặt.